Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc Bà Rịa Vũng Tàu hạ phí test nhanh còn 135.000 đồng trên một lần. Ngày 23 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã có văn bản hướng dẫn về việc thanh toán xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giá thu xét nghiệm test nhanh được áp dụng khung giá mới là 135.000 đồng cho một lần thực hiện. Trước đó, việc test nhanh ở nhiều đơn vị ngành y tế tại Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện với mức 175.000 đồng một lần test đối với các trường hợp có thu phí. Theo CDC tỉnh, việc hạ giá test nhanh có liên quan đến gói thầu chỉ định mua sắm test kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch với giá 202,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi cho công tác phòng chống COVID-19 của địia phương. Đơn vị trúng thầu là công ty CP Abmefaco. Sau khi trúng thầu, đơn vị này có trách nhiệm cung cấp 1,5 triệu kit test kháng nguyên với đơn giá sau thuế là 135.000 đồng cho CDC tỉnh. Kit test có nguồn gốc từ Hàn Quốc với tên thương mại là Standard DTMQ COVID-19S Test. Việc thay đổi phí xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 được áp dụng thực hiện trên toàn tỉnh kể từ ngày 23 tháng 9 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện thị thành phố tại Bà Rịa Vũng Tàu. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.